quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo cho các vùng biển nước ta. Trước hết mời quý vị theo dõi những nhận định chung về tình hình thời tiết trên biển. Áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống nước ta, gây ra trường gió đông bắc mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và khu vực giữa Biển Đông. Sáng sớm nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ngày và đêm nay thì không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong ngày mai, thì khu vực vùng biển phía Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh. Và từ ngày 25, ngày 26, thì áp cao lạnh suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Riêng khu vực vùng biển phía Bắc thời kỳ từ ngày 26 đến ngày 28 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao. Khoảng ngày 29, ngày 30, thì các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Trục rãnh thấp phía Nam hoạt động tiếp tục gây mưa dông trong vài ba ngày nữa. Sau đây sẽ là phần dự báo cụ thể cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh hoạt động cường độ mạnh, tiếp tục gây sóng gió mạnh cho khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Trong chiều và đêm nay có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng gió mạnh trên biển còn kéo dài trong chu kỳ dài ngày, nên không thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt trên biển. Nhiệt độ trên biển hạ thấp, trời lạnh kéo dài. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết cũng có mưa vài nơi, bầu trời là dạng mây mản bao phủ, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Đợt không khí lạnh lần này còn kéo dài, nên trong chu kỳ từ 4 đến 5 ngày tới, không thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt vì nhiệt độ biển tiếp tục giảm sâu hơn, trời lạnh kéo dài và sương mù xuất hiện trở lại. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Đợt không khí lạnh lần này được đánh giá là có cường độ mạnh nên không thuận lợi cho việc di chuyển và hoạt động của tàu thuyền trên biển. Thời điểm từ nay đến cuối năm thì các phương tiện tàu thuyền đánh bắt gần bờ cần chú ý để có lịch trình hoạt động cho an toàn. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý, thời tiết xấu với trời đầy mây và có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Tàu thuyền đánh bắt gần bờ hạn chế ra khơi. Với tàu thuyền ra vào đảo thì cần chú ý, có thể xuất hiện những đợt sóng mạnh vào chiều tối và đêm gây ảnh hưởng xấu. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, thời tiết cũng chuyển xấu hơn do những khối mây dông ngoài biển hoạt động gây mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, trời đầy mây có mưa dông diện rộng kèm theo nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc mạnh cấp 4. Do mưa dông và gió giật nên cũng không mấy thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt trên biển. Vùng biển Vịnh Thái Lan thì mây phát triển mạnh, gây ra mưa dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4. Do mưa dông còn xuất hiện và kéo dài nên ảnh hưởng đến năng suất khai thác đánh bắt trên biển của ngư dân. Dự báo trong vài ba ngày tới, thời tiết trên biển còn tiếp tục có mưa dông xuất hiện. Khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa thì không khí lạnh về gây mưa cho khu vực Bắc Biển Đông. Hôm nay bầu trời là dạng mây mản bao phủ, trời đầy mây và có mưa phùn. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, nên không thuận lợi cho việc khai thác, đánh bắt của tàu thuyền trên biển. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, trời ít mây và dạng mây mản gây mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Xu hướng trong ngày mai và ngày mốt, sóng gió trên biển còn tiếp tục duy trì ở mức cao. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Thời tiết có mưa trên diện rộng, có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy, không thuận lợi cho tàu thuyền di chuyển và đánh bắt trên biển. Xu hướng mưa vẫn còn xuất hiện trong một vài ngày nữa.
Đây cũng chính là thông tin cuối cùng của bản tin thời tiết biển ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có những chuyến ra khơi an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.